Chào cả nhà đã đến với kênh YouTube TV 886 của mình. Thì hồi lâu giờ mình toàn là quay rất nhiều khu mộ cổ về những võ tướng hoặc danh tướng hoặc làm quan từ thời triều Nguyễn, hoặc trước nữa cũng có rất nhiều ngôi mộ khác nổi tiếng. Thì hôm nay mình cũng xin gửi đến quý vị cả nhà một cái ngôi mộ của một cái cụ. Cụ này rất là giỏi về nho hoặc là một nhà giáo ngày xưa, cái thời quân Tây Sơn triều Nguyễn. Ông rất là giỏi, nhưng mà ông rất là nghĩa khí và chán chê cái công danh sự nghiệp cái thời điểm đó, nên ông đa phần là không có chịu làm quan trong bên nào cả, kể cả bên triều Nguyễn hoặc là bên của ông Nguyễn Huệ của vua Tây Sơn. Thì ông rất là giỏi nhưng mà ông không có chịu ra làm quan của vua Tây Sơn, là của ông Nguyễn Huệ hoặc là triều Nguyễn. Và nhưng mà sau đó ông đào tạo ra rất nhiều nhân tài, là rất nhiều người nổi tiếng luôn. Thì người đó là ai? Mình sẽ quay một chút xíu gì vậy ông. Đây là ông Võ Trường Toản. Đây là khu di tích của ông. Và phía trước là cái xa xa kia là cái khu mộ của ông. Thì nghe nói là ông quê Bình Dương và chết tại đó, nhưng mà không hiểu tại sao lại là có khu mộ ông lại đây. Mình cũng tìm hiểu sơ sơ thôi. Và đây là cái đền thờ của ông Võ Trường Toản. Ở trong rất là tối luôn, nên mình cũng không biết làm sao để quay, không biết là có ai ở trong không. Để mình vào thì mình sẽ vừa quay vừa giới thiệu sơ sơ một chút xíu. Ở đây xây theo cái lớp đá như kiểu ngày xưa ha. Và đây là cái đền thờ của ông. Ở trên là thấy có ba cái tấm bảng vàng và có những cái chữ phía trên, chữ Hán Đơn ngày xưa. Ở trên nữa là thấy có treo lá cờ Việt Nam, cũng khá là trang nghiêm, tuy là không to lớn, không có đẹp đẽ gì gọi là so với những cái nơi mà mình từng quay trước, nhưng mà một cách rất là trang nghiêm luôn. Phía trước là có hai con hạc giống như bằng đồng luôn đó nha, hai hạc rất là to như bằng đồng vậy, có ngậm hai cái viên ngọc, chẳng biết bằng đồng bằng đá mà to dữ ta. Và phía bên trên là cái chỗ thờ của ông. Nơi đây là có một cái bức tượng của ông luôn. Ông đang ngồi một cách rất là ung dung thư thả. Về một cái khu này cũng toàn bằng gỗ cả nhà, tuy là xây sau này nhưng mà mình thấy cũng khá là trang nghiêm ha. Và nơi đây có để tóm tắt tiểu sử của cụ Võ Trường Toản. Mình cũng xin trích đọc một số ít về nội dung ở trên cho quý vị rõ ràng hơn. Và mình vô mình quay cái nơi khu mộ của ông thì không phải ấy nữa. Là cụ Võ Trường Toản là một nhà nho, một nhà giáo tại Ba Lỗi Lạc ở miền Nam Việt Nam trong thế kỷ thứ 18. Thế nhưng thân thế và quê hương của cụ chưa xác định được. Và chưa xác định được Có người nói cụ là sinh trưởng tại huyện Bình Dương ở phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Nhưng cũng có người cho rằng cụ ở huyện Thanh Kệ, tỉnh Quảng Đức, miền Trung. Thì ra là cái quê hương ông cũng không xác định được luôn. Và đến nay thì ngày tháng năm sinh của cụ thì cũng chưa có tư liệu nào ghi một cách chính xác. Chỉ biết cụ kết duyên với người vợ hiền thục và sinh được một người con gái, nhưng lại bị bệnh mất từ lúc nhỏ. Từ đó về sau thì chồng của cụ không sinh thêm một người con nào nữa. Cụ Võ Trường Toản là một người học vọng tài cao, thông đạt, cổ kim, theo đức đạo thánh hiền. Thì các cụ tới bậc dày dặn uyên thâm chứng tỏ ngày xưa là ông rất là giỏi. Và lúc trong cái lúc mà nước gặp đội chiến hoặc cụ lánh để về quê ẩn thì mở trường dạy học. Thì những cái môn đồ của cụ tới đây có cả hàng trăm người luôn. Và cái cuộc đời làm thầy giáo cũng đã tạo rất nhiều người nhân tài, giống như là ông Ngô Nhân Tịnh nè. Ông Ngô Nhân Tịnh, rồi Trịnh Hoài Đức. Trịnh Hoài Đức thì lúc trước là mình có quay rồi đó. Ông là cũng là một nhà văn cũng khá là ấy. Và ông Phạm Ngọc Uẩn nè, Lê Quang Định nè, Trịnh Bá Phẩm, Ngô Nhân Tịnh, Ngô Tùng Châu là một nhà nho, nhưng cụ không rơi vào lối dạy máy móc giáo điều của nho học lạc hậu. Cụ chủ trương lấy lại cái lối học ý nghĩa để cái nghĩa lý để giáo hóa.
Ở đây có ghi ngày mất của ông là ngày 9 tháng 6 năm Nhâm Tý, tức là ngày 27 tháng 7 năm 1792, cụ Võ Trường Toản qua đời tại làng Hò Hưng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, và được an táng tại đây. Hay tin cụ mất, chúa Nguyễn thương tiếc ban cho danh hiệu cao quý Gia Định Sử Sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh, và cho lập mộ và nhà thờ để hương khói. Đến năm 1862, khi ba tỉnh miền Đông và Nam Kỳ rơi vào tay giặc Pháp, thì kinh lược sứ Phan Thanh Giản không muốn phần mộ của bậc danh nhân nằm trong vùng đất bị xâm lược, nên ông đã cùng với đô đốc Khập tỉnh Quảng Vĩnh Long là Nguyễn Thông hiệp trấn tỉnh An Giang, rồi Phạm Hữu Chánh cải táng hài cốt của ông cụ và vợ con từ làng Hò Hưng, tỉnh Gia Định, về an táng tại Bảo Thạnh, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Thì hiện nay là những cái trước cái của cụ Võ Trường Toản này hầu như đã bị thất lạc, những cái tác phẩm của ông ngày trước rồi đã bị thất lạc. Thì trong có đó có bài duy nhất là Hồi Cổ Phú 24 câu với bút pháp cổ điển, tác giả như muốn ký thác vào đó tâm sự cùng với quan niệm về đời và cuộc sống. Thì đó là một chút gì đó mình đọc trên cái tiểu sử của ông. Và bên đây có một cái bài là còn ghi về cái bài Hồi Cổ Phú. Ở đây có ghi là câu thứ nhất: sơ rỡ cúc ba thu, ba thu lụm cúc đều khô héo, hay hay sen chín chín hạ, chín hạ hoa sen cũng giả rời, cho hay vực thẳm nên cồn, khá biết gò cao hó bể, quán âm dương dước khách xưa nay, đã mấy mươi đời. Ồ, cái này là mình đọc là hơi bị ấy, tại vì theo cái chữ ngày xưa mà để dịch cho chữ bây giờ là, với là cái thời mà chữ Hán Đơm á, là nghĩa bóng rất là nhiều, nên là bây giờ mình đọc nó cũng khó hiểu. Tâm khóc măng trường nằm giá, nằng nằng lo giữ đạo con, tính giấu vít giờ cự chôn con, nắm nắm đều đua ngại mẹ. Khó ha. Cái này thì mình chỉ đọc sơ thôi, chứ còn thời gian nữa là mình đọc hết rồi rất là lâu, không biết là bà con nào có chịu coi không. Ở bên đây là có chữ Lương Sư Hưng Quốc thầy Võ Trường Toản. Thì nãy giờ mình tìm hiểu trong đó là mới biết được là ông mất ở Bình Dương, kể cả vợ con ông cũng vậy. Và sau đó thì ông Phan Thanh Giản, cái thời chiến tranh đó, Phan Thanh Giản thì sợ cái ngôi mộ của ông cũng không còn giữ được do chiến tranh, nên đã cùng với một cái vị nữa là đem cái hài cốt của ông cùng với vợ con ông luôn là về nơi đây ở Bến Tre để mà chôn cất và làm cái nơi an nghỉ cuối đời cùng nhất cho ông. Và đây là cái đền thờ cũng có luôn, và phía bên đây là khu mộ của ông. Ở phía bên đây là cũng có một cái tấm bảng để di tích quốc gia mộ Võ Trường Toản và những cái lịch sử nói về ông. Thì ngày tháng năm nào thì cũng không ai biết được là ngày tháng sinh, và quê chính xác thì mình tìm hiểu lại là cũng không có biết chính xác. Nhưng mà ngày mất của ông thì hình như có ghi lại sao? Đây là lối vào cái khu mộ của ông. Thì khu mộ này đã được cải táng chuyển từ Bình Dương về đây nha. Và đây có một cái tấm bia. Tấm bia này ở trong là có rất nhiều chữ Hán Đơm xưa mà không có để chi tiết ở ngoài để dịch ra ha. Ví dụ như nếu mà lưu niệm ở trong đây là có một cái tấm kiến nữa cả nhà. Ở đây tấm kiến bị vỡ rồi, nên là chỉ còn tấm bia không à. Đây là có những chữ Hán Đơm xưa nè. Và phía đây là những chữ phía trong. Khi mình để sát vô thì đọc được một số chữ phía trong của tấm bia. Và để mà quay tiếp thì mình cũng xin thắp trước nén nhang rồi xong là quay tiếp luôn, tại vì lỡ may lát nữa mình sợ mình quên cả nha. Và đây là cái nơi an nghỉ của vợ chồng ông và một người con gái. Mình để mình đọc cái tấm bia này, coi thử là có những cái dòng chữ gì trên đây, tại vì ở ngoài sau là có bản dịch luôn. Đạo học của các bậc thánh hiền
tuy chỉ có một nhưng điều thu lượm của mỗi người có chỗ khác nhau nên khó mà thành công được. Huống hồ sinh không cùng với thánh nhân lại không gần được người hiền. Những điều học hỏi thì ít, mơ hồ lại có những hoài bão lớn như mặt trời, mặt trăng, sông rộng. Thì sự khó khăn không đến 10 mươi, đến trăm mà đến cả vạn lần. Rất là nhiều cái. Sở học của tiên sinh vững chắc sâu dặn gặp thời loạn Tây Sơn ở ẩn. Cái này giống như của ai đó ghi lại cả nha. Của ai đó ghi lại á. Rất là nhiều. Thì đây là cái quang cảnh của cái khu mộ của ông Võ Trường Toản. Mình không nghĩ là lần này là mình tới đây mình viếng mộ của một người thầy còn trên bậc của những người thầy luôn, như là ông Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh và cũng có một số người nữa là của ở đây. Mình thấy là như có một vài khu mộ của rất nhiều người nổi tiếng lắm. Lát nữa mình tìm kiếm coi thử sao, như có để lát nữa mình tìm kiếm thử. Thì đây là cái khu mộ của ông đó, là cái thời đó là cái ông Phan Thanh Giảng đã đem về đây để cải táng lại. Cái bia mộ thì vẫn còn luôn. Đây là vợ chồng ông. Ở phía sau ngôi mộ thì không có ghi một cái chữ gì hết á, cũng xây một khu mộ lên cũng kiểu cách ngày xưa. Và đây là hai cái bia mộ của vợ chồng ông. Mà do những cái chữ này thì mọi người biết là năm tháng rồi á, nó mưa gió rồi này nọ, nó cũng phần thì mòn, phần nó dông dêu nữa, rất là khó đọc. Và phía đây là một người con gái của ông. Thì khi mình đọc những cái tiểu sử về ông á, thì biết được là ông chỉ có đúng một người con gái thôi. Và khi đó là người con mất cũng còn khá là nhỏ. Và sau đó thì hai vợ chồng ông cũng không có sinh thêm một người con nào nữa. Thì mình nghĩ đây là cái phần mộ của con ông. Ở đây thì được trồng bông trồng hoa cũng khá là đẹp. Đặc biệt hơn là mình thấy ở phía bên cái bức bình phong sau có những cái chữ khá là lạ. Mình nghĩ chữ này thì chắc sau này cũng không ai đọc được đâu, nếu mà nguyên bản đó. Thì trước mặt quý vị là thấy những cái chữ này khá lạ ha. Nhìn dời dạc và cái kiểu chữ đó là nó như kiểu dòng bay phường múa vậy. Những cái hàng chữ bên đây nhìn nó kiểu tường hình rất là nhiều luôn. Ở phía bên đây cũng vậy. Đây là cái tường hình rất là nhiều. So với cái chữ Hán Đơm mà mình coi á, thì nó khuôn khổ hơn, vuông vắn, hoặc tròn hoặc vuông. Còn này kiểu múa mây giống như là dòng mây phường múa. Và cái kiểu tường hình ngày xưa nó đậm chắc hơn đấy. Mọi người biết là những cái chữ của người Hoa Trung Quốc á, thì ngày xưa cũng dựa vào những cái chữ tường hình. Những cái tường hình mà ra thành là ra những cái nét chữ sau này. Và tới bây giờ luôn thì nó cải cách thì rất là nhiều rồi. Và khi quay khu mộ của ông Võ Trường Toản xong, mình có qua một cái khu nơi đây. Nơi đây là cũng một cái khu nghĩa, giống như nghĩa địa cả nha. Rất nhiều nấm mồ tròn tròn được sơn lên giống như những chiếc nón lá hoặc những cái tháp nhui lên. Ở đây thì có miếu ông Thần Tài Thổ Địa cũng được sơn màu vàng luôn. Rất là nhiều ha. Rất nhiều ngôi mộ. Một buổi chiều quay cảnh thế này nhìn thấy cũng khá là ảm đạm. Thì nãy giờ mình cũng đã quay xong về khu mộ của ông Võ Trường Toản, một trong những bậc thầy của những bậc thầy. Ông rất là giỏi, có thể đào tạo ra rất nhiều nhân tài, nhưng mà chính mình lại không ra làm quan. Có lẽ là ông không thích kiểu mà không muốn gọi là với không có ham danh lợi, và cũng gọi là cái nghĩa khí cứng cỏi trong sạch cái thời xưa của ông á. Thì gọi là những người có, mình thấy có một số người coi lịch sử hoặc phim kiếm hiệp đó nha, có số nhân tài thật ra là rất là giỏi, nhưng mà không hiểu vì sao lại không thích ra làm quan đó. Thầy toàn là
có thể là dạy rất nhiều môn đồ, rất nhiều đệ tử, và nó giỏi cực kỳ luôn, và làm rất nhiều cái chức này chức nọ ở trong triều đình xưa, nhưng mà chính mình lại không ra làm quan. Thì mình nghĩ cũng chính vì cái điều đó nên là cái thời Triều Nguyễn sau này mới phong cho ông một cái danh cũng khá là dài. Hồi nãy mình có đọc sơ qua, bây giờ nhớ lại thì mình không nhớ. Thật ra về tìm hiểu lịch sử nhà đa phần nếu mà làm quay mình cũng nói đi nói lại rất là nhiều lần, muốn mà quay một cách chỉnh chu nhất là phải học thuộc luôn một cái bài đó, qua tìm hiểu rất là kỹ và phải ghi ra một trang giấy kìa. Đó, dù vừa đi vừa đọc, vừa đi vừa đọc. Hoặc ấy là quay cảnh xong về lòng tiếng lại. Chứ còn nếu mà để quay cặn kẽ như mình mà cầm máy trực tiếp nói thì rất là khó để hoàn thành một cái video. Nó gần như là nó giống như thời sự, hoặc là như là các bạn đọc về đa phần là mình thấy là lòng tiếng là nhiều. Nên là ở mình là thiếu sót đó. Thật ra đi quay như thế này mình cũng coi như là một cái cuộc trải nghiệm, và đi viếng những cái người xưa. Từ cái thời mà cũng tâm sự một xíu luôn, từ cái thời mình mới bắt đầu làm cơ đó thì thích lắm. Thực sự mà nói là khi mà đến một cái ngôi mộ của một vị tướng, tại vì cái thời trước mình đi tìm rất nhiều ngôi mộ của những vị tướng thời Triều Nguyễn, và khi đến mà chạm được ngôi mộ và nhìn thấy ngôi mộ, mình cảm thấy rất là vinh dự. Vì tại vì cái thời điểm của người ta rất là lâu rồi đó, và thời mình là giống như hậu bối rồi, và hơn nữa ví dụ như người ta sống cái thời của mình đó, mình không có cửa mà tới được những cái vị trí đó, tại vì đa phần là những người đó là người ta chức cao cao không, tướng rồi này nọ, là tướng gọi là tướng khủng không à.